Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình của May. Tháng 4 đã chuẩn bị hết rồi và đây là một cái ngưỡng cửa mà vừa hứng thú và vừa lo âu đối với những bạn chuẩn bị sắp ra trường. Đây sẽ là những ngày tháng cuối cùng các bạn ngồi trên ghế giảng đường và cũng là những cái ngày tháng cuối cùng để các bạn có thể chuẩn bị cho mình một cái hành trang để chuẩn bị bước ra ngoài xã hội. Thế thì với kinh nghiệm của một người đã nộp CV kha khá nơi và cũng được nhận offer của những kha khá nơi, và cơ bản là chưa bao giờ dính phải những cái công ty mà nó hãm hay là một cái công ty không minh bạch nào cả, thì hôm nay tớ sẽ chia sẻ cho các bạn 5 cái tiêu chí mà tớ luôn luôn ứng dụng và cơ bản là khá thành công để có thể chọn cho mình một cái công ty ổn áp. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nha. Rồi, tiêu chí đầu tiên ấy, đấy chính là job description rõ ràng. Hãy lên các trang tuyển dụng như topcv.vn hoặc iwork.vn để tìm các job description hoặc là tìm các cái công ty mà các bạn muốn ứng tuyển. Tớ không có khuyến khích là các bạn ứng tuyển ngay trên Facebook, bởi vì thường là trên Facebook thì nó không được rõ ràng, nó hơi xô bồ ấy. Cho nên là nếu như mình muốn tìm những cái công ty mà nó hơi chênh chảnh sang chảnh một chút, ở level trên một chút ấy, thì hãy đến các trang chính thống. Hai trang TopCV và Whitebox.vn cơ bản là khá phù hợp với các bạn junior và fresher, không quá phù hợp với những anh chị đã có quá nhiều kinh nghiệm. Nếu như các anh chị đã có kinh nghiệm thì hãy sang những trang như kiểu VietnamWorks thì chắc chắn là sẽ tốt hơn, hoặc là các anh chị có thể build cái LinkedIn của mình ấy, sau đó thì là headhunter họ sẽ connect và họ sẽ làm việc trực tiếp với các anh chị thông qua các cái profile đó. Còn với những bạn fresher junior thì hãy nhảy lên các trang topcv.vn hoặc là whitebox.vn để tìm các công việc ưng ý. Rồi, thế nào thì là một cái job description rõ ràng? Thẳng thắn mà nói, đối với những bạn mà thậm chí là cả intern rồi, cả part time rồi và chưa đi làm ý, thì cơ bản là các bạn cũng sẽ không thể biết được hết tất cả các đầu việc mà mình sẽ làm trong tương lai đâu. Điển hình là ví dụ như là các bạn đi ứng tuyển digital marketing, đúng không? Thì các bạn lên trên mạng các bạn sẽ thấy rằng là thường ấy là digital marketing họ sẽ yêu cầu rằng là bạn vừa phải viết content, bạn vừa phải biết chạy Facebook Ads, bạn vừa phải biết design, vừa mày đấy kiểu như vậy. Tức là những cái job description mà nó quá là đồ sộ và nó quá là kiểu cầu kỳ hoa lá cành, nhưng đồng thời nó lại hơi mơ hồ một chút xíu ấy, thì không nên. Các bạn hãy so sánh nhiều description trong cùng một vị trí, thấy được rằng là công ty nào mà có cái job description rõ ràng, mạch lạc, gạch đầu dòng, cụ thể. Càng cụ thể càng tốt và không quá là mông lung, không quá là yêu cầu những cái kiểu gạch đầu dòng trên trời quá ấy. Thì đấy sẽ là một cái yêu cầu công việc mà cơ bản là các bạn có thể đáp ứng được. Nếu như các bạn cảm thấy rằng là một cái job description mà nó quá là mơ hồ á, và các bạn không biết là cụ thể các bạn sẽ làm gì á, nhưng cái công ty đấy thì nó lại to kiểu vậy đi, thì có thể là hãy liên hệ qua email hoặc gọi đến số điện thoại của phòng nhân sự để hỏi thêm chi tiết hơn về cái vị trí đó. Bởi vì nếu như họ có đăng tuyển thì tức là họ đang có nhu cầu, và nếu như bạn có một cái động thái chủ động thì biết đâu đấy thì cái CV đấy của bạn nó sẽ có thêm một điểm cộng đối với các nhà tuyển dụng. Tuy nhiên á, là đối với những bạn junior và fresher ấy, thì tôi vẫn khuyên là hãy tìm một cái công ty, một cái vị trí mà nó cho bạn một cái job description thật là rõ ràng, và nhớ là phải so sánh các job description với nhau. Bởi vì chỉ có so sánh thì các bạn biết rằng là đối với một cái công việc như vậy thì cơ bản nền tảng cơ bản nó là như thế nào, và liệu rằng là có bên nào offer lương cao hơn hoặc là có bên nào có đãi ngộ viết rõ ràng hơn đó, được chưa? Vấn đề thứ hai ấy, đấy chính là phải có thông tin về đãi ngộ, lương, chế độ rõ ràng ngay trên job description. Không bao giờ chọn những công việc theo kiểu rằng là lương cạnh tranh, lương thỏa thuận, rồi là có cơ hội được mở rộng mối quan hệ, rồi có cơ hội được tham gia đào tạo, rồi tức là những thứ kiểu hoa hòe hoa sói. Cơ bản là những cái đấy lòe người hết các bạn ạ. Tớ đã bị lòe quá nhiều trong cái thời sinh viên bởi vì cứ đâm đầu vào những cái đó, sau đó thì đến các cái nơi mà họ không trả lương cho mình đấy. Và ở trong cái phần đãi ngộ này rồi các thứ thì họ phải ghi rõ rank lương, phải ghi rõ là từ bao nhiêu đến bao nhiêu, và mình biết để mình deal trong cái khoản đó, từ 8 triệu đến 10 triệu, từ 10 triệu cho đến 15 triệu, từ 15 triệu cho đến 20 triệu, ví dụ vậy chẳng hạn. Đó, thì bởi vì sao? Bởi vì có cái rank lương rõ ràng thì mình sẽ biết rằng là cái tiềm năng công ty đó có thể trả cho mình được là bao nhiêu, và mình biết được để mình deal cho nó phù hợp với cái năng lực của bản thân và cái cách mà mình thể hiện trong vòng phỏng vấn. Vậy nên là nếu như mà nhìn thấy những cái kiểu như kiểu lương thỏa thuận hay lương cạnh tranh, thử xách váy chạy tám hướng các bạn ạ,
không tội gì phải đâm đầu vào những cái chỗ đó cả. Tiêu chí thứ ba ấy, đấy chính là sau khi mà bạn đã ưng ý về cái vị trí đó rồi và ưng ý về cái thông tin miêu tả ở trên cái job description rồi ấy, thì bạn hãy mang cái tên công ty đó bạn Google search. Bởi vì có những công ty họ mới startup, chẳng hạn những công ty nhỏ thôi, họ không phải là công ty quá tên tuổi nhưng mà họ đãi ngộ công nhân viên rất là tốt ví dụ thế, thì tất cả những cái điều đấy nó sẽ thể hiện ở trên các cái thông tin bạn search được ở trên Google. Tuy nhiên ấy, là có hai cái điều mà bạn nên nên tìm được nếu như trong trường hợp mà không có hai cái này hoặc là không có một trong hai thì nên cân nhắc. Thứ nhất đấy là có website công ty và thứ hai đấy là có fanpage của công ty. Website là một cái rất là quan trọng, nó gần như là nó mang tính chất là đại diện cho công ty và mang tính chất là định danh cho công ty luôn á. Vậy nên ấy, là nếu như mà không có website công ty á thì bạn phải rất cân nhắc, bởi vì là có thể đấy sẽ là một công ty mà đầu tư phát triển nó chưa được chỉnh chu lắm. Thậm chí ngay cả bây giờ các công ty đa cấp là cái gì đấy chẳng hạn đi chăng nữa, hơi xui một chút, nhưng mà họ cũng sẽ rất là đầu tư cho cái website của mình. Bởi vì nếu không á thì thậm chí là cái độ tin cậy nó bị giảm sút rất là nhiều. Vậy nên ấy là phải có website công ty. Và nếu như mà ổn nhất ý, thì là sẽ có một cái phần khung thông tin công ty nó nằm ở bên phải của cái trang Google ấy, và tớ sẽ chụp ở đây cho các bạn xem nhé. Tức là nếu như có cái khung đó thì chứng tỏ rằng là công ty rất chú trọng trong cái việc định danh công ty, và như vậy á thì sẽ cho thấy ra là công ty khá là để ý cái mặt tiền của mình á. Và thứ hai là trong fanpage, bởi vì sao? Bởi vì trong fanpage chúng ta là công ty sẽ khá là thường xuyên up các cái hoạt động của họ lên trên đó, hoặc là ít nhất là nó sẽ là một cái trang khá là tiếp cận và bạn khá là dễ stalk nhân viên hoặc là những cái người thường xuyên hoạt động trên fanpage. Bởi vì chắc chắn là những người mà thường xuyên hoạt động trên fanpage, một là người một công ty dính phốt, hai là nhân viên rất là trung thành của công ty, thế thì mình có thể vào profile của họ để mình ngó nghiêng các thứ. Còn nếu như trong trường hợp mà là công ty quá hot thì thôi, mình đã biết tên rồi thì mình không cần phải nói đến nữa. Thế thì bạn sẽ có được điều thứ tư, đấy chính là review về công ty. Bây giờ ấy, ở trên Facebook ấy, nó có rất là nhiều những cái hội theo kiểu là review công ty có tâm các thứ, thì bạn có thể vào đấy để hỏi nhá. Nhưng hầu hết là tôi thấy thông tin khá là hữu ích, cho nên là sau khi bạn stalk được ở trên fanpage công ty rồi, tức là bạn theo dõi, bạn thấy ra là có công ty có dính phốt gì không. Bình thường là nếu mà dính phốt thì những người mà công ty bị dính phốt, họ chắc chắn là họ sẽ comment ở dưới khá là thường xuyên và khá là đều đặn ấy, để cho công ty kiểu nhìn thấy và công ty phải ngại trong cái việc đấy để mà phải giải quyết các cái vấn đề cho họ ấy. Hoặc nếu như trong trường hợp mà công ty khóa hết comment rồi, tức là mình cảm thấy rằng là quá là nghi ngại bởi vì kiểu xóa hết tất cả các thông tin comment ở dưới các thứ ấy, thì các bạn có thể lên các cái hội review công ty có tâm để các bạn hỏi về cái thông tin về cái công ty đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn có được cái thông tin về cái công ty đó một cách rõ ràng là công ty có từng dính phốt hay không, hoặc là công ty này đối xử với nhân viên như thế nào, thì các bạn sẽ có những cái thông tin khá là vững chắc để trao đổi với cả HR trong vòng phỏng vấn, hoặc là các bạn có thể tin tưởng hơn vào cái vị trí mà mình sắp làm ấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn cảm thấy hào hứng hơn. Rồi, và đây là điều thứ năm, điều cuối cùng rồi. Cái này thì nó hơi hú họa một chút, tức là không phải bạn nào cũng nhận được cái này, nhưng nếu như nhận được thì đây sẽ là một cái cơ hội rất là tốt để bạn đánh giá về cái sự chỉnh chu của công ty. Đấy chính là reply email của HR sau khi bạn nộp CV. Tại sao cái phần này lại phải đợi đến tận sau khi nộp CV? Bởi vì rằng là bây giờ hầu hết là các công ty họ sẽ để cái phần reply đấy là email tự động, là thư cảm ơn các bạn này nọ kia, hoặc là điều kiện tiếp theo để các bạn, ví dụ như là tớ đã từng nhận được thư của Apota là cảm ơn bạn vì đã nộp CV các thứ này nọ kia, và sau đây thì bạn sẽ phải nộp thêm một cái gì nữa để process tiếp cái quá trình đấy chẳng hạn. Thế thì cái email này sao? Cái email này rất quan trọng bởi vì nó thể hiện cái độ chỉnh chu của doanh nghiệp. Thực sự luôn, nó sẽ thể hiện rất là rõ cái độ chỉnh chu của cái doanh nghiệp. Nếu như nó để thư tự động, cái email này ấy, ngay cả trong trường hợp mà nó là thư tự động chăng nữa, thì bạn cũng có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Thứ nhất là câu chữ có chỉnh chu hay không, rồi là có hứa hẹn thời gian hay không, rồi là chân email có chữ ký hay không đấy. Còn nếu như trong trường hợp mà nó không phải là email gửi tự động ấy, mà nó là email do HR rep ấy, thì bạn sẽ nhìn rõ luôn là đấy có phải là một HR có tâm hay không, và công ty đấy có thực sự chỉnh chu hay không. Ví dụ như là tớ sẽ show cho các bạn luôn cái thư của Apota ngay trên màn hình nhá. Apota nhưng viết sai tên của ứng viên. Tức là HR bởi vì nhanh gọn ấy, cho nên là lấy thư mà đã từng gửi ứng viên trước đó, sửa lại tên và gửi lại cho mình. Thực ra đây không phải là việc đáng trách, và việc này nên làm bởi vì nó công nghiệp và nó nhanh và nó hiệu quả. Tuy nhiên ấy là bởi vì rà soát không kỹ, cái lỗi ẩu thôi, cho nên là viết nhầm tên của tớ ở dưới, là tức là để nguyên tên của ứng viên trước là Ngân, thì chắc là Vân với Ngân thì nó hơi giống nhau ấy, cho nên là nhìn thấy chữ Ngân ở dưới. Thực sự mà nói là tớ khá là excited, tức là tớ khá là hào hứng khi mà tớ gửi CV cho Apota, và khi mà nhận được email trả lời của Apota thì tớ khá là
Tại vì họ trả lời khá là nhanh sau khi tôi nộp CV ấy. Và trước đấy thậm chí đã có một cuộc điện thoại rồi. Thế nên là khi mà tớ mở email ra thì tớ khá là thất vọng. Tớ nghĩ đây không phải là một lỗi gì quá to tát. Thật sự nó không phải là một lỗi to và nó không phải là một lỗi đáng để đem ra kiểu bêu rếu hay chê trách gì. Nhưng đây sẽ là một cái lỗi mà khiến cho HR phải nhìn nhận lại về cái sự ẩu của mình. Và bởi vì cái lỗi này cho nên là tớ đã để Apota xuống dưới cùng cái danh sách đồng ý đi phỏng vấn. Bởi vì trong cùng một thời điểm đó thì tớ đã có khá là nhiều những cái email mời đi phỏng vấn khác. Họ chỉn chu, họ cá nhân hóa, tức là họ viết bằng tay á. Và sau đó thì họ offer khá là kỹ càng, hướng dẫn khá là kỹ càng. Thì thay vì một cái email mà yêu cầu là tớ phải nộp thêm một cái gì đó để được đi vào phỏng vấn thứ hai và thậm chí là thứ ba, thì tớ sẽ ưu tiên hơn cho những cái công việc mà tớ có thể nói chuyện thẳng trực tiếp với cả lãnh đạo trực tiếp, hoặc là tớ có thể được trao đổi trực tiếp và thể hiện chính bản thân con người mình ngay trong buổi phỏng vấn, thay vì là phải nộp thêm một cái gì đấy đó nữa kiểu vậy ấy. Thì có lẽ là với những cái công ty mà họ có cái quy mô đồ sộ ấy thì đấy là một việc cần thiết để họ lọc CV và họ chỉ lọc ra những người giỏi nhất thôi. Tuy nhiên là trường hợp của tớ thì các bạn cũng biết rồi, nó khá là đặc thù. Nếu như không biết vì sao thì các bạn có thể lộn lại những clip trước, nó cũng gần đây không. Thế thì với những cái trường hợp như vậy thì tớ sẽ prefer cái việc là mình được trao đổi trực tiếp với cả nhân sự và lãnh đạo hơn, bởi vì như vậy thì tớ sẽ thể hiện được chính cái con người của mình hơn là mình sẽ phải lo lắng và mong đợi thêm một thời gian nữa. Nhân đây thì cũng xin phép được tự chúc mình một chút, đấy là tớ đã đi làm trở lại và đã tìm được một công việc khá là ưng ý. Sau 2 tháng thử việc tớ vẫn đang trong quá trình thử việc. Sau 2 tháng thử việc nếu như được nhận chính thức thì tớ sẽ review cụ thể hơn về cái quá trình đi làm, và thậm chí là có thể sẽ như nào nhỉ, miêu tả kỹ hơn cho các bạn về công ty của tớ, bởi vì cũng khá là hay ho đấy. Rồi, chúc mừng các bạn chuẩn bị tốt nghiệp. Chắc là cũng nhiều bạn thấy thời điểm này là vắt chân lên cổ để thực hiện nốt khóa luận hoặc là đã đợi, đang đợi điểm khóa luận rồi. Thế nhưng dù sao ấy thì cũng đã chúc mừng các bạn đã hoàn thành xuất sắc những 5 tháng đại học và chuẩn bị nghênh đón một trang mới trong cuộc đời mình. Nếu như trong trường hợp mà các bạn cảm thấy khó khăn trong quá trình tìm việc, hoặc là các bạn không biết là cái nghề của các bạn thực sự cụ thể nó có những đâu việc gì để mình soi xem một cái job description nó có ổn hay không ấy, thì có thể comment dưới cho tôi biết nhé. Và nếu như nó nằm ở trong lĩnh vực mà tôi biết chẳng hạn thì có thể tôi sẽ cho lời khuyên hoặc là tôi sẽ đi hỏi ai đó mà tôi biết về cái lĩnh vực đó. Rồi, cảm ơn các bạn vì đã xem clip tận đây. Tớ là mày. Bye bye.